Dạ, sáng nay em mới nhận được hàng mà cho em hỏi vấn đề thì em thấy là nói là mỗi 1 đến 2 lần tôi có sử dụng không, mà ví dụ em đi làm cỡ ngày em làm không phạm cho nên em phải bị khẩu trang hết, mà ví dụ buổi sáng em bôi thì hẳn có ảnh hưởng tới hiệu quả không chị? Không, em bôi bình thường em. Dạ rồi thì buổi sáng em vẫn bôi rồi nhưng mà bị khẩu trang hàng ngày nữa vẫn bình thường gì hết, vẫn tốt, ok em. Dạ dạ cảm ơn. Ok em. Alo. Alo, à chị ơi, là mình có mở cửa không? Có em ơi. Có cần phải hẹn trước không chị? Xe qua Khi lắm. nào em mua định qua? Xíu nữa em qua được. Khoảng Xíu. 15 20 phút. Sợ xíu nữa hơi đông quá. Khoảng 10 giờ được không em? 10 giờ à? Ừ. Trễ quá. Tại chị hôm qua luôn vậy, chị có khách không? Chờ chị đang làm đây. Thôi em cứ qua đây rồi nếu mà ấy thì chờ xíu. Dạ. Qua địa Bạn chỉ làm được mới mà, nha. ai làm được. Em qua địa chỉ mới nha. Chỗ mua chị hàng. 20 Tân An 2 em nha. Dạ. Ok. Về qua đi chứ mấy giờ đâu biết, à 9 giờ. Cho ăn cúng canh nhà. Canh nhà kiểu chi đó. Mai mưa lại rồi bây giờ. Sáng nay cũng hỏi bạn là đâu có là như không khí lạnh à, về thôi đâu có mưa. Lạnh là mưa nữa. Bão nữa. Bão hình thành lại rồi. Cái này. Đúng rồi thì làm mới đúng 2 mùa mà dịch với mùa bão.
tính ra dễ nặng. Sợ là ông sợ mụn bự thôi. Hôm nay là ông chịu quen rồi. Thế là chờ cái nặng mụn đây đi, khi mua xong quay ré cho ré luôn. Cười. Biết gì lon ác rồi. Bài cà phê hồi trước cũng nhiều ghê lắm, nặng không hết luôn á. Nặng ý là nặng là tìm không cần tìm đâu, đè vô là bóp, đè vô là bóp. Giờ mụn không Hảo? Nana hết đợi hả? Cái đợi chị lo. À Phương hả? Đi theo. Để anh Lý qua này làm ông Phương xong cái qua là cô nó chờ luôn mà. Chờ mà.